lái GrabBuy kiếm trăm triệu, nộp thuế 4,5 triệu đồng. Theo thông báo từ Grab, các tài xế GrabBuy có tổng doanh thu năm 2019 trên 100 triệu đồng sẽ bắt đầu đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng từ 26 tháng 8. Thông báo này cũng cho biết, việc thu thuế tài xế GrabBuy được thực hiện theo công văn 384 của Tổng cục Thuế về chính sách đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của công ty Grab. Theo đó, đối với các khoản doanh thu chia sẻ, Grab sẽ khấu trừ 4 năm tiền nghĩa vụ thuế trên tổng số doanh thu chia sẻ của đối tác. Trong số này, 3% sẽ là tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng và một năm là tỷ lệ tính thuế thu nhập cá nhân. Với các khoản hỗ trợ dựa trên doanh thu, Grab sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ 1%. Chia sẻ thêm về điều này, Grab cho biết họ chỉ ủy quyền thu nộp hộ đối với doanh thu chia sẻ mà các đối tác nhận từ quốc xe sử dụng ứng dụng Grab và các khoản hỗ trợ nhận từ Grab. Số tiền này sẽ được nộp vào tài khoản kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Grab sẽ phát hành chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hàng năm nếu nhận được yêu cầu từ phía đối tác đối tượng áp dụng trong đợt thu nộp hộ thuế của Grab là các tài xế GrabBike, có tổng doanh thu năm 2019 trên 100 triệu đồng, và những người có khả năng đạt mức 100 triệu đồng. Grab cho biết phương thức thu hộ là trừ thẳng 60.000 đồng một ngày trên tài khoản ví của đối tác. Việc thu thuế sẽ được Grab tự động thực hiện từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 cho tới khi khấu trừ hết. Tiền thuế cần nộp cho năm 2019. Sau khi thông tin trên được công bố, chính sách mới của Grab ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cánh lái xe Grab đây cũng là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách này. Ngay từ trưa 25 tháng 8, nhiều tài xế Grab đã nhận được thông báo về việc có doanh thu đạt mức đủ để phát sinh nghĩa vụ thuế. Theo giới xe ôm công nghệ, họ đề nghị được giảm tỷ lệ thuế phải đóng hoặc nâng mức doanh thu bắt đầu tính thuế lên khoảng 140 triệu đồng. Nhưng tài xế GrabBuy cũng mong muốn Grab có thể trao đổi với ngành thuế để có chính sách phù hợp nhất với những người lao động đặc thù là cánh xe ôm công nghệ.